Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 25 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, nắng nóng có xu hướng gia tăng, nhiều nơi có thể xảy ra nắng nóng gay gắt làm cho nhiệt độ sẽ tăng lên từ 2 đến 3 độ mỗi ngày. Nắng nóng gay gắt tập trung chính chủ yếu ở khu vực Trung Bộ như Tương Dương, Quỳ Hợp, Nghệ An và các nơi khác ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh với nhiệt độ lên đến 39 độ. Dự báo từ ngày 29 tháng 4 sắp tới, một đợt mưa mới sẽ gia tăng ở các khu vực này, mưa rào rải rác làm cho nhiệt độ giảm xuống mạnh. Còn trong đêm nay, đối với các tỉnh, thành phố, khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam và Đông Nam kết hợp, gây ra trạng thái mưa dông rải rác về đêm và sáng sớm vẫn thường xuyên xảy ra ở khu vực này. Sáng đến ngày mai, vùng áp thấp tiếp tục phát triển mạnh tại khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 34 đến 36 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên mức từ 32 đến 34 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, cũng do tác động hoàn lưu của gió phơn nên trong ngày mai sẽ là một ngày nắng mạnh với nhiệt độ cao. Nắng nóng xuất hiện ở vùng núi phía Tây ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 38 độ. Khu vực ven biển còn lại ở phía Bắc cũng như các tỉnh thành phố ở phía Nam đều hải văn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận cùng có nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trạng thái mưa dông rải rác về chiều cũng vẫn thường xuyên xảy ra ở khu vực này. Tuy nhiên, từ ngày 29 tháng 4 sắp tới, mưa sẽ gia tăng thêm. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có được những cơn mưa dông về chiều và tối, nên về đêm ở hai khu vực này với thời tiết mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ ở vùng cao Tây Nguyên từ 20 đến 22 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Sang đến ngày mai, ở hai khu vực này trời có nắng mạnh với nhiệt độ cao ở vùng cao Tây Nguyên từ 31 đến 34 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ. Trên biển, do ảnh hưởng vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên từ chiều nay đến ngày 26 tháng 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Đông cấp 3, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết tốt,